Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Tuổi Ngọ và cách cải vận. Tuổi Ngọ sống lạc quan, giỏi tự lực cánh sinh, nhanh thích mau chán, thích tự do, khi còn trẻ khá vất vả. Tuổi Ngọ thích tự do, cố chấp cao độ. Quan trọng ngũ hành tháng sinh bên cạnh có con giáp nào đi kèm. Ví dụ năm Ngọ có Tý Ngọ Mão Dậu là một trong tứ mã cực đoan cố chấp. Tháng sinh có Dần Thân Tỵ Hợi sẽ linh hoạt giỏi ứng biến. Tháng sinh có Thìn Tuất Sửu Mùi sẽ bình hòa bao dung đối nhân xử thế tốt. Tuổi Ngọ nếu mệnh ngày sinh có Thiên Can thuộc Canh hoặc thuộc Tân là có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ, gặp dữ hóa lành. Nếu mệnh ngày sinh Thiên Can là Giáp là có sao Hồng Diễm, tình dục vượng và có thể gian nan chuyện tình duyên. Có xuất hiện con giáp Tỵ Mùi hoặc là Dần Tuất trong lá số là cực kỳ dư hỏa. Làm sao thay đổi vận trình tốt hơn? Thứ nhất là cải thiện môi trường sống. Trong ngôi nhà của bạn nên có không khí và ánh sáng trong lành, được xem là phong thủy tốt. Thứ hai là ứng dụng thuật cải vận mệnh khuyết. Thứ ba là cải thiện tâm trí theo hướng lạc quan. Thứ tư là nhân quả. Hôm nay bạn gieo nhân thiện, mai sau sẽ có quả lành. Theo thuật số bát tự tứ trụ, xét theo năm hoặc tháng sinh nêu một phần tính cách, các bạn nên tìm hiểu thêm mệnh ngày sinh. Video này giới thiệu về người tuổi Ngọ hoặc là sinh tháng Ngọ vào khoảng 6 tháng 6 cho đến 6 tháng 7 dương lịch. Các bạn tự tra áp lịch Việt, ghi lại ngũ hành hoặc vào website phongthuykhaitoan.com một tra lá số, lấy thông tin xem kèm video này sẽ phát hiện nhiều điều thú vị của bản thân. Phần sau video sẽ trình bày về tuổi Ngọ và các tháng sinh. Các mật mã liên quan tuổi Ngọ: hoa cái tại Tuất, sinh năm Ngọ, lá số ở cột, tháng ngày giờ sinh có chữ Tuất là có sao hoa cái, đại diện cho tính tình thanh cao, thông minh. Nam có sao hoa cái, đại diện cho quyền uy. Nữ có sao hoa cái, đại diện cho mạnh mẽ, có thể dẫn đến cô đơn. Dịch mã tại Thân, sinh năm Ngọ, trong lá số tháng ngày giờ sinh có chữ Thân là có sao dịch mã. Dịch mã tượng trưng cho biến động, thay đổi, đi xa du lịch hoặc là xuất ngoại. Hàm Trì tại Mão, sinh năm Ngọ, trong tháng ngày giờ có Mão là có sao Hàm Trì. Hàm Trì là đào hoa tình yêu của cuộc sống. Nếu là Dụng Thần thì ham muốn tình dục, còn là Kỵ Thần thì là thờ ơ với tình dục. Hàm Trì cũng nói về được nhiều người chú ý, thông minh và lãng mạn. Sinh năm Ngọ không nên ở nhà ở hướng Tỵ 142 cho đến 158 độ Đông Nam sẽ phạm phải vong thần, đây là mật mã thị phi. Sinh năm Ngọ gặp năm tháng có vận Dậu là có sao Hồng Loan, chủ về có tình yêu hoặc là kết hôn. Gặp chữ Mão là sao Thiên Hỷ, chủ về vui hoặc buồn. Tính cách của người tuổi Ngọ là một trong tứ mã cực đoan, tượng trưng cho lửa cháy rừng rực. Khi nổi giận có thể thái quá. Tuổi Ngọ sống lạc quan, thích tự do, giỏi tự lực cánh sinh, dũng cảm xông vào khó khăn, có đầu óc quan sát rất là tốt, thích sống thoải mái, ung dung tự tại, không chịu được sự gò bó. Một ít người tình cảm dễ bị xúc động, có lòng ham muốn nhục dục rất là cao. Tuổi Ngọ mau thích và mau chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Người tuổi Ngọ đa phần phóng khoáng tình cảm, luôn say sưa với mình. Nữ tuổi Ngọ thích làm đẹp, giỏi giao tiếp, họ rất biết lấy lòng người khác bằng những lời khen, do đó nhận được nhiều tình cảm của những người xung quanh. Đây là ưu thế của những người tuổi Ngọ. Về công việc, họ rất năng động và nhiệt tình, họ đảm nhận được nhiều việc cùng một lúc, nhiều vị trí khác nhau, khả năng làm việc rất là tốt, nhưng họ thường làm việc theo trực giác, theo hứng thú. Khi cảm thấy chán một công việc nào đó, họ sẽ mạnh dạn thay đổi, đi theo một hướng mới. Tuổi Ngọ là những người độc lập trong cuộc sống, hiếm khi dựa dẫm ai đó, số đông làm việc rất là cần cù chăm chỉ. Giai đoạn đầu đời thường làm ăn rất là vất vả, đầy khó khăn. Bước qua thời kỳ trung niên, tài lộc mới tiến dần lên. Nếu họ biết nỗ lực không ngừng vì mục tiêu đã đề ra, kết quả thu được như mong muốn. Trong công việc, người tuổi Ngọ phù hợp với các ngành nghề tỉ mỉ, khéo léo và có óc thẩm mỹ mới mong đạt được thành tựu lớn. Tuổi Ngọ coi trọng danh dự, coi trọng chữ tín của bản thân, bởi vậy khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào,
họ đều cố gắng hoàn thành hết mình. Đối với hoạt động kinh doanh, khi mà họ quá vội vã sẽ khó thành. Người tuổi ngọ kỵ xa vào tình cảm trai gái, những thứ này dễ làm họ lãng phí thời gian. Nếu không làm chủ được mình trước những cám dỗ sẽ dễ kết thúc sự nghiệp. Trong cuộc đời người tuổi ngọ nhiều lúc thăng trầm khốn khổ nhưng sẽ gặt hái được thành tựu trong giai đoạn về sau. Về tình duyên tuổi ngọ, nữ tuổi ngọ luôn luôn mong ước có một tình yêu thực tế. Họ có thể làm tốt vai trò người phụ nữ, một người vợ rất là tốt. Xây dựng kinh tế gia đình là cánh tay đắc lực của chồng mình. Đôi khi họ mẫn cảm, họ cảm thấy mình cô đơn, trống trải trong tình yêu. Phụ nữ tuổi ngọ rất là năng động, tài giỏi và đảm đang trong chuyện tình yêu. Đối với nam giới, họ coi chỉ là một phần của cuộc sống, nhưng đối với người nữ thì ngược lại, họ coi đó là cả một cuộc đời. Nữ tuổi ngọ khi lập gia đình trở thành các bà chủ, mong muốn có một cuộc sống hoàn mỹ. Họ luôn có tác phong nhu mì tận tụy với gia đình và công việc, chăm sóc chồng con rất là tốt. Nhưng họ lại có tính thiếu lòng vị tha khi phát hiện người chồng của mình ngoại tình với ai đó. Họ cắt đứt không hề suy nghĩ nhiều. Đặc điểm nổi bật của người tuổi ngọ, họ không chỉ nói về tình yêu, họ nói về rất là nhiều giá trị trong cuộc sống. Do vậy dù say nắng gấp mấy nhưng họ cũng dễ dàng thoát ra một cách nhẹ nhàng. Đàn ông tuổi ngọ khi kết hôn hết mực chăm lo cho gia đình, xây dựng cuộc sống rất là tốt. Cải vận theo mệnh khuyết, tuổi ngọ hợp với tỵ mùi hoặc là dần tuất, lục hợp với mùi. Cách dùng tam hợp lục hợp này mang tính tham khảo, các bạn nên ứng dụng theo mệnh khuyết sau đây. Dụng thần, mỗi người đều có một từ trường, một cơ duyên. Từ sinh thần bát tự, tức là năm tháng ngày giờ sinh, đây là cơ sở xét một lá số. Dụng thần là tìm ra ngũ hành thiếu của một lá số để cân bằng cách cục một lá số, giúp vận trình may mắn hanh thông hơn, gọi là thuật cải vận. Tuổi ngọ sinh mùa đông vào tháng Hợi Tý Sửu và mùa lạnh thường dư thủy kỵ thủy, nên lấy hỏa làm dụng thần. Nếu tuổi ngọ sinh tại tháng Tý, rất là cố chấp, khó khuất phục, có thể đạt được những thành tựu lớn nhưng cũng có thể không làm được gì vì thiếu tính kiên định. Sinh mùa đông dư thủy cần hỏa nên biết màu đỏ tím vàng là hỏa, trang sức có màu đỏ hoặc màu xanh lá. Về động vật, nuôi chó là hỏa, ngựa là hỏa, mèo là mộc. Khi ăn uống, ăn lẩu, ăn đồ nướng, thịt bò sô-cô-la, thịt bò khô là hỏa. Trên cơ thể, phần đầu mắt là hỏa, có thể nhuộm ít tóc đỏ. Trong ngôi nhà, bếp là nơi hỏa vượng, người thiếu hỏa có thể vào nhà bếp nấu bếp thường xuyên. Tivi, lò vi ba, máy vi tính là hỏa, tranh mặt trời, tranh ngựa cũng là hỏa. Các ngành nghề thuộc hỏa, sản xuất phim, thợ trang điểm, diễn viên, công an, nhà hàng, quầy bán lẻ, sản xuất đồ nhựa, điện tử, máy vi tính, đầu bếp, chế biến thực phẩm, chiếu sáng, nhiếp ảnh, các studio mang tính sáng tạo, tất cả đều thuộc hỏa. Tuổi ngọ sinh mùa xuân, tháng dần mão, mùa xuân dư mộc, mộc vượng là kỵ mộc, lấy kim làm dụng thần. Tuổi ngọ sinh tháng dần cực kỳ nóng tính. Người cần kim nên biết màu trắng xám là kim, vàng bạc là kim, đồng hồ tự động nhiều kim. Về động vật, gà khỉ là kim. Khi ăn uống, ăn thịt đông lạnh, ăn thịt gà là kim, tổ yến cũng nhiều kim. Đối với cơ thể, mỗi sáng nên hướng về hướng Tây hoặc hướng Tây Bắc, cạo râu bằng dao thay vì bằng máy, nên cắt lông mũi, để lộ rong mũi là tượng hao tài. Trong ngôi nhà, tủ lạnh, két sắt, máy lạnh là kim, gương cũng là kim. Trong nhà treo một bức tranh núi Phú Sĩ, tranh gà, tranh khỉ là kim. Ngành nghề thuộc kim, tài chính, kế toán, kinh doanh, chứng khoán, những ngành nghề liên quan đến kim loại, quản lý, cửa hàng kim vàng bạc, công nghệ sản xuất phần cứng máy tính, sản xuất thiết bị, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế hoặc là dụng cụ âm nhạc cũng là kim, bác sĩ rất là nhiều kim. Người thiếu kim phù hợp làm bác sĩ. Tuổi ngọ sinh mùa hè, tháng tỵ ngọ mùi, mùa hè hỏa vượng là kỵ hỏa dư hỏa, nên lấy thủy làm dụng thần. Nếu tuổi ngọ sinh tại tháng ngọ hoặc là tháng mùi cực kỳ nhiều hỏa, tính khí rất là nóng nảy. Người dư hỏa cần thủy nên biết màu xanh lam, màu đen là thủy, trang sức vàng bạc thuộc kim vẫn được. Về động vật, cá, chuột, rồng, dơi hay là bếp men đều là thủy.
ăn uống tất cả các loại thủy hải sản, cơm gà, tổ yến cũng là thủy. Uống trà đá, uống sữa chua, uống bia lạnh cũng là thủy. Trên cơ thể, gương mặt nên trắng sáng, nên đeo kính mát vì là người kỵ hỏa. Đồ vật trong nhà nên ở gần nguồn nước, tránh để nhà bếp bừa bộn. Có hồ cá, nhà vệ sinh là thủy, treo bức tranh sông nước hoặc bức tranh củ ngư là thủy. Các ngành nghề thuộc thủy, kinh doanh nước giải khát, thẩm mỹ spa là thủy. Dịch vụ làm sạch, thủy lợi, thủy hải sản, đánh bắt cá, nghề quảng cáo, nghề giới thiệu việc làm, quan hệ công chúng cũng là thủy. Tuổi Ngọ sinh mùa thu tháng Thân Dậu, mùa thu kim vượng nên lấy mộc làm dụng thần. Tuổi Ngọ sinh tháng Dậu rất là cố chấp. Người dư kim cần mộc nên biết màu xanh lá, trang sức liên quan đến màu xanh lá là mộc. Về động vật, thỏ, hổ, mèo, Doraemon là mộc. Trong ăn uống, thích hợp ăn chay, rau xanh cũng là mộc. Nấm quý rất là nhiều mộc. Đối với cơ thể nên có râu, lông, tóc. Đối với nam giới, một ít móng tay cũng là có mộc. Đồ vật trong nhà, ban công có cây cối, kệ sách là mộc. Mỗi tối đi ngủ nên mang theo quyển sách. Trên bàn làm việc nên có cây nhỏ. Sưu tầm đồ gỗ hoặc là đội nón cũng đại diện cho nạp mộc. Ngành nghề thuộc mộc, làm vườn, nghề mộc, cửa hàng nội thất, thư viện sách, thiết kế thời trang, thiết kế website, ngành liên quan đến gỗ, bán hoa, bán cây cảnh, bán quần áo, tất cả đều là mộc. Tuổi Ngọ sinh tháng Thìn, Tuất, Mùi thường là dư thổ nên lấy thủy làm dụng thần. Các bạn xem thêm về thuật cải vận tại hai website hoặc kênh YouTube của tôi. Con người không nên mưu cầu nhiều về số mệnh của tương lai, không khéo mất đi sự cân bằng của cuộc sống. Chỉ cần tâm tính lạc quan, kiên trì với mục tiêu, sống ôn hòa, đối đãi tốt với những người xung quanh, vận may rồi sẽ tới. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.